Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cuối tuần xuống store Parfums Louis kiểm tra một số mùi mới nào về giới thiệu cho tất cả mọi người. Đây là bộ Rosa nắp tím quyền lực rất nổi tiếng của nhà Rocha. Đây, rất nhiều mẫu Rosa. Có những chai tàn là mình xài không á, vừa xài vừa sưu tầm vừa chia sẻ cho khách. Đây là nhà Amos. Kế tiếp theo là Body C, Brighton, Atelier de O, Ben Halligan, Ritz và Parfum de Manly. Profumo Rome, nhà nước hoa này cực kỳ chất lượng. Menditorosa, hai nhà này đến từ Ý, tất cả đều được gia công bằng tay dành cho những bạn đam mê sưu tầm. Tiếp theo là nhà Automati. Hai nhà này là cùng nhà làm hương. Bởi vậy thiết kế cái chai kiểu giống nhau. S Nihilo Omai có Blue Talisman, một trong những phiên bản kỷ niệm 10 năm của hãng, chai này bán rất chạy. Rất nhiều khách đặt hàng. Xe gió rất đẹp. Marty Primer, đây là nhà nước hoa mình chấm 10 trên 10 điểm, một mùi hương cực kỳ chất lượng. Không bao giờ hối hận khi bỏ tiền ra mua một cái nhà nước hoa nít này. Đây nè mọi người. Mùi nào cũng chất lượng, từ mùi nam đến mùi nữ. Ngoài những sản phẩm này có rất nhiều sản phẩm khác đang có sẵn tại store Parfum của Lumi. Parfum của mình có hàng full vàng chiếc cho mọi người trải nghiệm luôn. Các bạn hãy inbox nhé.